những đứa con gái của Ma Vương đến mê hoặc Đức Phật. Sau đó, Ma Vương ngồi trầm ngâm suy nghĩ như vậy: dù ta đã theo sát Đức Phật để tìm lỗi vị ấy, nhưng ta không thể tìm thấy nơi Thái tử Sĩ Đạt Đa một lỗi nhỏ nào đáng để chê trách. Giờ đây, Thái tử Sĩ Đạt Đa đã thoát khỏi quyền kiểm soát của ta trong ba cõi. Như vậy, y đã ngồi ủ rũ và buồn bã trên con đường chính, không cách xa Đức Phật và gạch xuống đất 16 đường kẻ, sau khi suy xét 16 vấn đề sau đây. 1. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn bố thí ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì lý do này, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ nhất. 2. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn giới ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì lý do này, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ hai. 3. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn xuất gia ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ ba. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn trí tuệ ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ tư. 5. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn tinh tấn ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ năm. 6. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn nhẫn nại ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ 6. 7. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn chân thật ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ 7. 8. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn chí nguyện ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ 8. 9. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn từ ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ 9. 10. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn xả ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ 10. 11. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn 10 pháp ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được căn thượng hạ trí. Inriya paro parijati ñana. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử Sĩ Đạt Đa. Với ý nghĩ này, Ma Vương gạch đường kẻ thứ 11. 12. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn các pháp ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được ý lạc tùy miên trí. Asaya nusaya ñana. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ 12. 13. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn 10 pháp ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được đại bi định trí. Maha karuna sama bhatti ñana. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ 13. 14. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn 10 pháp ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được song thông trí. Yamaka patihariya ñana. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ 14. 15. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn 10 pháp ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được vô chướng trí. Anavarana ñana. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ 15. 16. Không giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa, ta chưa thực hành viên mãn 10 pháp ba la mật trong những kiếp quá khứ của ta để có được nhất thiết trí. Sappanyutta ñana. Vì thế, ta không thể sánh bằng Thái tử. Với ý nghĩ này, Ma Vương vạch đường kẻ thứ 16. Lúc bấy giờ,
ba người con gái của Ma Vương, Tanha, Arati và Raga, nhìn quanh mà suy nghĩ, chúng ta không nhìn thấy cha của chúng ta, liệu ông ta đang ở đâu? Và chúng thấy Ma Vương đang ngồi ủ rũ, gạch những đường kẻ trên mặt đất. Bởi vậy chúng vội vã đi đến Ma Vương và hỏi rằng, thưa cha, tại sao cha trông có vẻ buồn bã và tuyệt vọng như thế? Này các con thân, Ma Vương đáp lại, vị Sa Môn Gotama này đã thoát khỏi quyền kiểm soát của chúng ta trong ba cõi. Dù ta đã theo sát vị ấy suốt 7 năm nay để tìm lỗi nơi vị ấy, nhưng ta không thể tìm thấy cơ hội nhỏ nhất để chỉ trích lỗi lầm của vị ấy. Do đó, ta rất buồn chán và tuyệt vọng. Thưa cha, xin đừng lo, chúng con sẽ mê hoặc Sa Môn Gotama này và đem vị ấy về trước mặt cha. Ba người con gái hứa với Ma Vương như thế. Rồi Ma Vương đáp lại, này các con, không ai trong thế gian này có thể mê hoặc được Sa Môn Gotama. Sa Môn Gotama đã khéo an trú niềm tin bất động của vị ấy. Thưa cha, chúng con là phái nữ, chúng con sẽ đưa vị ấy vào trong cạm bẫy dục tình và nhanh chóng đem vị ấy đến trước mặt cha. Xin đừng ưu tư tuyệt vọng. Khi nói vậy, ba nàng tiên nữ đi đến trước mặt Đức Phật và nói lời dụ dỗ với Ngài rằng, kính thưa Sa Môn Gotama, hãy cho phép chúng con được hầu hạ Ngài. Chúng con sẽ cung kính ngồi dưới chân Ngài và làm thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu của Ngài. Tuy nhiên, Đức Phật không để tâm đến chúng mà mắt vẫn khép lại và đang nhập thiền quả, thọ hưởng sự an lạc của Niết Bàn. Rồi ba người con gái của Ma Vương lại bàn bạc với nhau như vậy. Bọn đàn ông có những sở thích khác nhau. Một số thích những cô gái trẻ và mềm mại. Số khác thích đàn bà ở thời kỳ đầu. Một số thích đàn bà ở thời kỳ giữa. Bởi vậy, chúng ta hãy hóa làm các nữ nhân đủ loại tuổi tác và chiêu dụ vị Sa Môn này. Do đó, mỗi nàng trong bọn họ hóa ra 100 nữ nhân. 1. Một số mang tướng mạo những cô gái trẻ. 2. Một số mang tướng mạo những cô gái ở thời kỳ đầu. 3. Một số mang tướng mạo những thiếu phụ một con. 4. Một số mang tướng mạo những thiếu phụ hai con. 5. Một số mang tướng mạo những công nương ở thời kỳ giữa. Và 6. Một số mang tướng mạo những mệnh phụ phu nhân. Tất cả đều có vẻ đẹp riêng của từng lứa tuổi. Rồi chúng đi đến Đức Phật 6 lần và nói lời mê hoặc như trước. Kính bạch Ngài Sa Môn, hãy cho phép chúng con được hầu hạ Ngài. Chúng con sẽ tôn kính ngồi dưới chân của Ngài và làm thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu của Ngài. Cũng như những trường hợp trước, Đức Phật không để ý đến chúng mà vẫn ngồi nhắm mắt, nhập thiền quả định và thọ hưởng sự an lạc của Niết Bàn. Sau đó, Đức Phật nói rằng, hãy đi đi, này các chư thiên, các ngươi ra sức dụ dỗ ta để được lợi ích gì đây? Các ngươi có thể làm như vậy đối với những kẻ chưa thoát khỏi tham, sân và si mê. Còn về phần ta đã hoàn toàn đoạn diệt tham, ta đã hoàn toàn đoạn diệt sân, ta đã hoàn toàn đoạn diệt si mê. Rồi Đức Phật nói lên 2 câu kệ sau đây, như đã được nêu lên trong Pháp Cú Kinh, Yat Sa Chí Tăng Na Yat Chi Yat Tí Chí Tá Mát Sá Nô Yat Tí Cô Xí Lô Kê Tăng Bút Tha Ma Nàn Tá Gô Chá Răng A Ba Đăng Kê Ná Ba Đề Ná Nét Sá Thá Yat Sa Chí Tăng Quý Sá Tí Ca Tăng Hà Nát Thí Cá Hình Chí Nề Tá Quê Tăng Bút Tha Ma Nàn Tá Gô Chá Răng A Ba Đăng Kê Ná Ba Đề Ná Nết Sát Thá. Đức Phật, sau khi đã chiến thắng phiền não, không còn gì để chiến thắng nữa. Chẳng phiền não nào đã bị đoạn diệt rồi mà còn đi theo Đức Phật. Đức Phật ấy, với trí tuệ vô biên của Ngài, đã thông suốt tất cả. Các ngươi sẽ dẫn Đức Phật đi bằng cách nào? Đức Phật không còn những yếu tố như ái dục, tanh ha, nói giống như cái lưỡi trói buộc chúng sanh trong luân hồi, có đặc tánh của chất độc cực mạnh, đặc biệt có khả năng bám dính vào mọi thứ. Đức Phật ấy, với trí tuệ vô biên của Ngài, đã thông suốt tất cả. Bậc không còn phiền não nào như tham ái. Các ngươi sẽ dẫn Ngài đi bằng cách nào? Sau khi nói lời tán dương Đức Phật rằng, cha của chúng ta đã nói đúng sự thật. Sa Môn Gotama này có những ân đức như ứng cúng và thiện thệ. Ngài không dễ dàng bị mê hoặc bằng tham ái. Ba nàng con gái của Ma Vương bèn trở về với cha của chúng.
Ý định của Đức Phật là sống tôn kính Pháp. Trong khi Đức Phật đang trú ngụ dưới cội cây đa Acchapala, Ngài suy nghĩ, quả thật đau khổ nếu sống mà không có sự tôn kính đến kẻ khác. Không có ai để tôn kính, ta nên đi đến ai để bày tỏ sự tôn kính? Ai đã thoát khỏi tất cả phiền não? Ai đã đoạn trừ tất cả mọi điều ác? Rồi Ngài tiếp tục suy gẫm như vậy, ta nên sống gần người hơn ta về giới, định, tuệ và giải thoát. Nhờ vậy, giới định tuệ và giải thoát của ta chưa hoàn hảo sẽ được hoàn hảo, viên túc. Rồi Đức Phật dò xét bằng nhất thiết trí của Ngài, để tìm có ai hơn Ngài về giới, định, tuệ và giải thoát. Thấy rằng, chẳng có nhân vật nào như vậy trong cả ba cõi. Ngài suy nghĩ, thật tốt thay nếu ta sống chỉ tôn kính Đức Pháp mà ta đã chứng đạt. Vào lúc ấy, biết được ý định của Đức Phật, Phạm Thiên Xá Hàm Bát Tý bèn tức tốc đến trước Đức Phật và sau khi đắp vào chiếc khăn hoàng bên vai trái, đầu gối phải chạm đất. Vị ấy chắp tay tôn kính mà bạch rằng, bạch Đức Phật vinh quang, điều mà Ngài suy nghĩ là đúng, thưa Đức Thế Tôn. Chư Phật quá khứ cũng đã sống tôn kính Pháp, chư Phật tương lai cũng sẽ sống tôn kính Pháp. Thưa Đức Phật vinh quang, con muốn Ngài là vị Phật hiện tại sống tôn kính Pháp. Vị ấy cũng nói thêm ba câu kệ sau đây. Dê chá Atita Sambuddha, dê chá Buddha Anagata, dô chê Tarahi Sambuddho, Bahunang Sokana Sano, Sabbe Sattamma Garuno, Quý Ham Sú, Quý Há Ran Tí Chá, Atho Bí, Quý Há Rít San Tí, Esa Buddhana Thammata, Tasmahi, Attakamena Mahatang, Aphikan Khita, Tasmahi Attakamena Mahatang, Aphikan Khita, Sattamo Garuka Tappo, Sarang Buddhana Sa Sanang. Bạch Đức Thế Tôn, có những vị Phật đã xuất hiện trong quá khứ, có những vị Phật sẽ xuất hiện trong tương lai, và vị Phật đang xuất hiện trong hiện tại, bậc đoạn trừ ưu não của nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Tất cả chư Phật trong ba thời đều sống tôn kính chánh pháp, đang và sẽ sống tôn kính chánh pháp. Sống tôn kính chánh pháp là tục lệ của chư Phật chánh đẳng giác. Do đó, người muốn được lợi ích và muốn làm người được tôn kính trọng vọng thì nên ngày đêm tôn kính pháp bảo là tài sản của những bậc giới đức, những bậc hằng ghi nhớ trong tâm ba phương diện của giáo pháp. Sau khi nói lên ba câu kệ này, Phạm Thiên Xá Hàm Bát Tý cung kính đảnh lễ Đức Phật, đi quanh Đức Phật rồi biến mất tại chỗ ấy và trở về cõi Phạm Thiên. Rồi sau khi biết rõ lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Xá Hàm Bát Tý là thích hợp đối với Ngài, Đức Phật sống chỉ tôn kính đến chánh pháp mà Ngài đã giác ngộ. Về sau, chúng tăng được tròn đủ bốn pháp quảng đại, đó là 1. Quảng đại về số lượng của vị trưởng lão Ratanyu Mahatta. 2. Quảng đại về số thành viên của tăng Webunla Mahatta. 3. Quảng đại về phạm hạnh pháp Ramachariya Mahatta. Và 4. Quảng đại về số lượng bốn món vật dụng là Phaga Mahatta. Lúc bấy giờ, Đức Phật cũng tỏ sự tôn kính đến tăng Sangha. Vì lý do này, khi dì mẫu của Ngài là bà Mahapachapati Gotami dâng hai sắp vải để may y, Đức Phật bèn nói rằng, này Gotami, hãy cúng dường vải may y ấy đến tăng, cúng dường đến tăng, trong đó có cả Như Lai. Như vậy, Đức Phật rõ ràng đã bày tỏ sự tôn kính của Ngài đến tăng. 6. Tuần lễ tại hồ Mú Chá Linh Đá. Sau khi trải qua 7 ngày quán pháp dưới cội cây đa Acchapala, Đức Phật rời khỏi cội cây ấy và đi đến cây Mú Chá Linh Đá về hướng đông gần cây Đại Thọ Bồ Đề. Ở đó dưới cội cây Mú Chá Linh Đá, Đức Phật trải qua 7 ngày ngồi kiết già thọ hưởng sự an lạc của đạo quả A-la-hán. Vào lúc ấy, một trận mưa lớn bất thường trước mùa mưa đổ xuống trong 7 ngày. Cơn đại vũ như vậy chỉ xảy ra trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vị chuyển luân vương xuất hiện, và trường hợp thứ hai là khi Đức Phật xuất hiện. Khi cơn mưa đổ xuống thì một vị long vương rất hùng mạnh, tên là Mú Chá Linh Đá, cai trị cõi rồng ở dưới hồ nước gần đó, bèn suy nghĩ như vậy. Cơn mưa sái mùa này đổ xuống ngay khi Đức Phật đến trú ở chỗ ngụ của ta.
Thật tốt thay nếu chỗ ngụ dành cho Đức Phật được tìm thấy. Vị Long Vương này có đủ thần lực để tự mình tạo ra một lâu đài to lớn bằng bảy báu, nhưng vị ấy suy xét rằng sẽ không có lợi ích to lớn nếu ta hóa ra một lâu đài to lớn bằng bảy báu và dâng nó đến Đức Phật. Ta sẽ đem thân của ta để che mưa cho Ngài. Bởi vậy, Long Vương biến thân to ra và quấn quanh Đức Phật bảy vòng. Còn cái đầu của vị ấy thì được mở rộng ra để làm mái che cho Đức Phật, tránh khỏi nóng, lạnh, mũi mòng, vân vân. Bên trong những vòng thân của Long Vương, rộng lớn như tầng dưới của cung điện bằng đồng Lohapasada. Ý định của Long Vương là để Đức Phật được thoải mái trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm và ngồi. Ở trung tâm bên trong những vòng thân của Long Vương có đặt một bảo tọa bằng châu báu. Bên trên bảo tọa là chiếc lọng với những chuỗi hoa toàn ten, thơm ngát và những ngôi sao bằng vàng rất xinh đẹp, được thả xuống từ viền quanh của chiếc lọng. Ở bốn góc có những cây đèn được thắp sáng bằng dầu thơm, những chiếc hộp đựng bột thơm, chiên đàn được mở nắp và được đặt ở bốn hướng. Trên chiếc bảo tọa bằng châu báu ấy, Đức Phật ngồi thọ hưởng sự an lạc của quả chứng Macchima Atthakatha. Như vậy, Đức Phật đã trú ngụ bên trong bảy vòng thân của Long Vương Muchalinda và trải qua suốt bảy ngày thọ hưởng sự an lạc của giải thoát. Tựa như Ngài đang ở trong hương phòng không quá hẹp. Khi Long Vương nhìn lên trời cao và thấy không còn những đám mây mưa, vị ấy bèn bỏ thân Long Vương và hóa ra một chàng trai trẻ tuấn tú, đứng chắp tay trước Đức Phật. Rồi sau khi quán xét và thấy rằng hạnh phúc phát sanh đến người thọ hưởng sự an lạc của Niết Bàn ở bất cứ nơi nào người ấy lưu lại, và với tâm tràn ngập hoan hỷ, Đức Phật thốt lên những cảm hứng kệ sau đây: Sukho quý quê cô tốt thát xá su tá thăm mát xá bát xá tô áp gia bát chăng su khăn lô kê bà ná phú tê su xăm giá mô su khá quý ra gá ta lô kê Kama năng sa ma tích ca mô asmi ma na sa yo quý na yo e tăng quê para măng su khăn. Niết bàn, sự trống vắng bốn hình thức tái sanh u bá thí, là tịnh lạc không sân hận mà từ ái đối với nhân loại, chư thiên và phạm thiên, là bậc thỏa mãn với thành quả của mình qua bốn đạo tuệ, bậc giác ngộ chánh pháp bằng tuệ nhãn của Ngài, hay bậc đã thông đạt chánh pháp và bậc bằng tệ nhãn của Ngài thấy Niết Bàn không có bốn hình thức tái sanh, thấy các pháp nên thấy. Pháp từ ái của bậc như vậy là sự tịnh lạc trong thế gian này. Sự phát triển tâm bi mẫn, pháp hành của các vị phạm thiên, không hại tâm và không cường bạo là sự tịnh lạc. Anaham đạo tuệ đoạn diệt ái, ly sân là tịnh lạc. Đạo quả A-la-hán ấy quả thật là hạnh phúc tối thượng trong tất cả các pháp hữu vi. 7. Tuần lễ dưới cội cây Rajajatana. Sau khi trải qua 7 ngày thọ hưởng sự an lạc của đạo quả A-la-hán dưới cội cây Muchalinda và đến tuần lễ thứ 7, Đức Phật rời khỏi chỗ đó và đi đến cội cây Rajajatana, ở về hướng nam của Đại Thọ Bồ Đề và ngồi dưới cội cây ấy thọ hưởng sự an lạc của đạo quả A-la-hán trong 7 ngày. Suốt 49 ngày này, Đức Phật không có làm công việc gì khác như súc miệng, rửa mặt, đại tiểu tiện, tắm, độ thực, uống nước và nằm. Ngài trải qua thời gian ấy chỉ thọ hưởng sự an lạc của thiền, cha ná và quả. Khi 49 ngày đã kết thúc, đến ngày mùng 5 tháng 5, tháng Asanha, trong khi Đức Phật đang trú ngụ ở Rajajatana, sắc cá đến và dâng đến Ngài trái thuốc Mitro Bá Lăng. Vì vị ấy biết Đức Phật muốn rửa mặt và vệ sinh thân thể, Đức Phật nhận lấy trái Miro Bá Lăng. Khi Ngài vừa đổ xong trái Miro Bá Lăng, thì Ngài đi đại tiện và tiểu tiện. Sau đó, sắc cá dâng cây trà răng lấy từ cõi rồng và nước từ hồ Anottata để rửa mặt. Đức Phật dùng cây trà răng súc miệng và rửa mặt bằng nước ở hồ Anottata và vẫn ngồi dưới cội cây Rajajatana. Hai anh em thương buôn Tá Bú Xá và Bá Lý Cá quy y nhị bảo. Sau đó, có hai anh em thương nhân Tá Bú Xá và Bá Lý Cá đang trên đường đi từ quê nhà của họ ở Ukkala Chanapada đến xứ Machima Desa.
với 500 cỗ xe của họ để buôn bán. Và khi họ đang đi trên con đường chính gần cây Raja Yatana, những cỗ xe bỗng nhiên dừng lại, tự như chúng bị dính trong bùn, dầu mặt đất vẫn bằng phẳng và không có nước. Ngay khi họ hỏi nhau do nguyên nhân gì vậy, thì một vị chư thiên đã từng là quyến thuộc của hai anh em thương buôn trong kiếp quá khứ bèn hiện hình ra trên nhánh cây và nói rằng: "Này các bạn trẻ, sau khi chứng đắc Phật quả không bao lâu, Đức Phật đã trú trong sự an lạc của đạo quả A-la-hán và hiện đang ngồi dưới cội cây Raja Yatana. Ngài đã không thọ thực suốt 49 ngày rồi. Này các bạn trẻ, hãy tôn kính Đức Phật bằng sự cúng dường vật thực. Điều này sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc lâu dài cho các bạn." Nghe qua những lời này, hai vị thương buôn rất hoan hỷ và nghĩ rằng nếu nấu cơm sẽ mất nhiều thời gian. Họ bèn đi đến Đức Phật mang theo những chiếc bánh nướng bằng bột gạo và những viên vật thực có tẩm mật ong mà họ đã mang theo trên đường đi. Sau khi đi đến Đức Phật và tôn kính đảnh lễ Ngài, họ ngồi xuống nơi phải lẽ và bạch với Ngài rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn thọ lãnh những chiếc bánh nướng và những viên mật ong này để chúng con được sự lợi ích và hạnh phúc lâu dài." Nhân đó, Đức Phật suy xét: "Chư Phật quá khứ không bao giờ thọ lãnh vật thực bằng đôi tay của các ngài. Như vậy, ta sẽ dùng cái gì để nhận lấy những miếng bánh và những viên mật ong do hai vị thương buôn này dâng đến?" Vì cái bát bằng đất do Phạm Thiên Khá Tiết Ca Rá dâng tặng lúc Ngài xuất gia đã biến mất từ ngày Ngài thọ lãnh món cơm sữa của nàng Suchata. Biết được ý nghĩ của Đức Phật, bốn vị thiên vương Dattaratha, Quý Run Há Cá, Quý Ru Pát Khá và Cú Vê Rá bèn dâng đến Ngài bốn cái bát bằng ngọc bích. Tuy nhiên, Đức Phật từ chối không nhận chúng. Bốn vị thương vương lại dâng đến Ngài bốn cái bình bát khác bằng đá, tự nhiên có màu lục. Đức Phật nhận lấy bốn cái bình bát này và do lòng bi mẫn đến tứ đại thiên vương, Đức Phật đặt bốn cái bát chồng lên nhau và chú nguyện: "Hãy biến thành chỉ một cái." Và ngay tức thì, bốn cái bát tự biến thành một cái bát với bốn đường viền tròn. Đức Phật thọ lãnh vật thực bằng cái bát ấy và độ thực rồi ban lời phúc chúc đến hai vị thương nhân. Sau đó, hai vị thương nhân xin quy y Phật và Pháp vì lúc bấy giờ chưa có tăng bảo, và nhờ đó họ trở thành hai vị cận sự nam quy y nhị bảo bằng lời nói tự nguyện của họ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y Đức Thế Tôn và giáo pháp của Ngài. Ê tê mây hăng phàn tê phá gá hoàn tăng xá ra năng gách cha má thăm manh chát. Đây là hai vị thiện nam đầu tiên quy y nhị bảo. Sau đó hai anh em thương nhân nói lời thỉnh cầu: "Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn đến chúng con mà ban cho chúng con một vật gì đó để chúng con tôn thờ về sau." Đức Phật dùng bàn tay phải xoa lên đầu của Ngài và lấy xuống những sợi tóc của Ngài và ban tặng cho họ. Khi có được tóc xá lợi, hai anh em thương nhân vô cùng vui sướng, tự như nước cam lồ được tưới lên người của họ. Sau khi bán xong hàng hóa, họ trở về thị trấn Pukkarawati của họ tại xứ Ukkala, và tại đó họ dựng lên một bảo tháp thờ tóc xá lợi, được đựng trong một cái hộp bằng vàng.